Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giá Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giá Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi sáng ngày thứ Tư, ngày 7 tháng 6 năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay, Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam đã thông báo đến khách hàng bỏ chiết khấu thêm 1.000 đồng trên 1 kg đối với giá heo thịt bán ra bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 cho đến ngày 9 tháng 6 năm 2023. Và điều này có thể sẽ tác động đến giá heo hơi ở thị trường trong nước trong những ngày tới. Mức giá cao nhất trong ngày hôm nay là 58.000 đồng trên 1 kg heo ở trong dân. Ở thời điểm hiện tại, đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc, phổ biến trong khung giá từ 55 cho đến 58.000 đồng. Các tỉnh ở khu đồng bằng Bắc Bộ như Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình hay trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày hôm nay cũng có mức giá như vậy. Bên cạnh đó, nhiều địa phương ở khu Trung Du và miền núi có mức giá 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt là đối với khu Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang và tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên cũng có những khu vực có mức giá nhỉnh hơn, đặc biệt là các tỉnh ở khu vùng cao như Sơn La, Lai Châu và Điện Biên. Nhiều địa phương ở trên địa bàn này báo giá 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Mức giá 60.000 đồng trở lên hầu như ít xuất hiện ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc ở thời điểm hiện tại. Giao dịch heo tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam trong ngày hôm nay có xuống tốt lên, đó là dấu hiệu tích cực đối với các hộ chăn nuôi khi mà lượng heo có biểu cân lớn ở trong dân vẫn chưa xuất bán đang còn nhiều. Bởi tuần vừa qua, giá heo hơi có xu hướng tăng mạnh, nhiều chăn nuôi đang chờ giá tăng thêm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì đang chứng lại và chỉ dao động ở mức 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg là phổ biến. Các tỉnh ở khu miền Trung và Tây Nguyên nếu so sánh với tuần trước thì vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Mức giá 54 cho đến 57.000 đồng xuất hiện rải rác ở các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hay kéo dài đến tận Thừa Thiên Huế. Thị trường miền Nam Trung Bộ vẫn có mức giá 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg, nhưng chủ yếu rơi vào các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, còn khu vực Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa chỉ dao động trong khung giá từ 54 cho đến 57.000 đồng là phổ biến. Tây Nguyên trong ngày hôm nay nhiều nơi có mức giá 55 cho đến 57.000 đồng, số ít có mức giá 58 cho đến 59.000 đồng, nhưng chủ yếu rơi vào những đàn heo đẹp, siêu ba máu loại 1 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, còn các địa phương khác hầu như không có mức giá này. Nếu so sánh với tuần vừa qua thì đã giảm từ 500 cho đến 1.000 đồng trên 1 kg tại nhiều địa phương thuộc khu vực Tây Nguyên. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam vẫn ghi nhận một số khu vực có mức giá 60.000 đồng trên 1 kg nhưng đã ít dần so với tuần trước, thay vào đó là mức giá 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí những đàn heo xấu chỉ có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Ghi nhận một số địa phương ở khu miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay, khung giá 57 cho đến 58.000 đồng là mức giá phổ biến ở khu vực này. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ, 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg là mức giá phổ biến xuất hiện ở nhiều địa phương như Bến Tre, Bạc Liêu, Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh hay là đối với khu vực Hậu Giang. Quý vị và các bạn thân mến, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến hết tháng 5 năm 2023, tổng đàn heo của cả nước đã tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp lớn cho rằng con số về đàn heo thực tế đã giảm hơn nhiều. Bởi dịch tả lợn châu Phi là một thách thức cho các công ty chăn nuôi, đặc biệt là đối với chăn nuôi nhỏ lẻ. Trong báo cáo cập nhật mới nhất 4 tháng đầu năm 2023, cả nước phát hiện 104 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 26 tỉnh thành phố được quy hoạch với quy mô lên đến hơn 4.000 con mắc bệnh chết và bị tiêu hủy. Cũng theo số liệu thống kê trước đây, tỷ trọng chăn nuôi nông hộ chiếm đến 70% nguồn thịt cung cấp. Tuy nhiên, con số này hiện nay đã eo hẹp mà chủ yếu là heo của các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, đặc biệt là Dabaco, Zapfa, CP hay là đối với CG. Những ngày qua, giá heo hơi ở nhiều địa phương trên phạm vi cả nước rải rác giảm khoảng 1.000 đồng trên 1 kg. Hiện chỉ còn một số ít địa phương giữ được mức giá 60.000 đồng trên 1 kg. Chi tiết hơn, theo ghi nhận, giá heo hơi được cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay
ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc, trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội phổ biến mức giá dao động từ 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Các huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố Hà Nội như Đan Phượng báo giá 57.000 đồng. Ba Vì trong ngày hôm nay các hộ chăn nuôi báo giá cao nhất là 57 cho đến 58.000 đồng. Hưng Yên có mức giá 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên có mức giá bình quân 58.000 đồng. Cục Tiên Lữ có mức giá 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương phổ biến mức giá 56 cho đến 59.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu Thanh Hà của tỉnh Hải Dương trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 58 cho đến 59.000 đồng đối với dòng siêu ba máu loại 1 bắt tại cửa chuồng. Các loại khác có mức giá thấp hơn. Thái Bình 57 cho đến 59.000 đồng. Hà Nam trong ngày hôm nay có mức giá 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng phổ biến mức giá 57 cho đến 58.000 đồng. Quảng Ninh trong ngày hôm nay có mức giá 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu Đầm Hà của tỉnh Quảng Ninh trong ngày hôm nay cao nhất đạt 58.000 đồng. Nam Định phổ biến mức giá 56 cho đến 58.000 đồng. Ninh Bình trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự, 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu Yên Khánh của tỉnh Ninh Bình có mức giá 57.000 đồng là bình quân. Trong khi đó, đối với tỉnh Bắc Ninh, phổ biến mức giá 57 cho đến 58.000 đồng. Các tỉnh ở khu Trung Du và miền núi có đàn heo lớn, đặc biệt khu Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay có mức giá 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ cũng có mức giá tương tự, 55 cho đến 58.000 đồng. Ghi nhận một số hộ chăn nuôi báo giá khu Cẩm Khê của tỉnh Phú Thọ trong ngày hôm nay chỉ bán với mức giá 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Nếu so sánh với tuần trước, đã giảm từ 1 cho đến 2.000 đồng. Thái Nguyên có mức giá bình quân 56 cho đến 58.000 đồng. Bắc Giang 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Khu Tuyên Quang trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 56 cho đến 58.000 đồng. Cao Bằng 57 cho đến 58.000 đồng đối với dòng siêu ba máu loại 1. Các dòng heo lai có mức giá từ 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn phổ biến mức giá 56 cho đến 58.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu Cao Lộc của tỉnh Lạng Sơn theo ghi nhận trong ngày hôm nay đạt mức giá 57.000 đồng. Hà Giang có mức giá 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Yên Bái một số hộ chăn nuôi báo giá khu Lục Yên chỉ được mức giá 56 cho đến 57.000 đồng. Tuy nhiên, khu vực Nghĩa Lộ có mức giá 58.000 đồng. Lào Cai phổ biến mức giá 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Lai Châu 57 cho đến 61.000 đồng. Sơn La trong ngày hôm nay có mức giá 56 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận một số hộ chăn nuôi báo giá khu Sông Mã và Sóc Cộp của tỉnh Sơn La, các hộ chăn nuôi đa phần báo giá từ 58 cho đến 60.000 đồng. Trong khi đó, Điện Biên phổ biến mức giá 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Bắc Cạn trong ngày hôm nay có mức giá từ 56 cho đến 58.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung, theo ghi nhận trong ngày hôm nay, Thanh Hóa có mức giá 55 cho đến 58.000 đồng. Các địa phương như Nghệ An có mức giá 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh 56 cho đến 57.000 đồng. Khu Quảng Bình, Quảng Trị có mức giá 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Huế phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Đà Nẵng 57 cho đến 59.000 đồng. Quảng Nam và Quảng Ngãi trong ngày hôm nay các hộ chăn nuôi đa phần báo giá 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên 55 cho đến 57.000 đồng. Khánh Hòa 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá của Khánh Sơn của tỉnh Khánh Hòa chỉ được mức giá 57.000 đồng là cao nhất. Bình Định 55 cho đến 57.000 đồng. Còn đối với khu Ninh Thuận và Bình Thuận phổ biến mức giá 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu Tây Nguyên ghi nhận trong ngày hôm nay, Lâm Đồng đạt mức giá 57 cho đến 59.000 đồng. Đắk Lắk trong ngày hôm nay có mức giá 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Kon Tum và Gia Lai phổ mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Đắk Nông 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực phía Nam, theo ghi nhận Đồng Nai vẫn là một trong những địa phương có mức giá cao, 58 cho đến 60.000 đồng. Nhiều nơi báo giá khu Vĩnh Cửu, thậm chí heo đẹp có mức giá 61.000 đồng trên 1 kg. Và trong ngày hôm nay địa phương này vẫn đi ngang các bạn nhé. Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá 58 cho đến 61.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh
có mức giá 56 cho đến 58.000 đồng. Long An 57 cho đến 60.000 đồng. Tiền Giang có mức giá 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá 57 cho đến 59.000 đồng. Các hộ chăn nuôi báo giá khu vực Mỏ Cái Nam có mức giá 57 cho đến 58.000 đồng. Trà Vinh 56 cho đến 58.000 đồng. Bạc Liêu phổ biến mức giá 57 cho đến 59.000 đồng. Sóc Trăng trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long 57 cho đến 58.000 đồng. An Giang trong ngày hôm nay có mức giá 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác như Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang và Đồng Tháp trong ngày hôm nay cũng phổ biến khung giá từ 56 cho đến 60.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.